Alo em ơi, cho chị đặt hai bộ sofa Adora NTVT 001 và Adora GK01 giao địa chỉ cũ nha em. Đầu ngày nhận được đơn hàng VIP của anh chị khách quen, làm anh em giao hàng nội thất giá kho rất hào hứng. Đơn hàng này được giao tại thành phố Tiền Giang. Đây là anh chị khách đã từng ủng hộ nội thất giá kho trước đó. Anh chị chủ nhà có chia sẻ rằng đã từng sử dụng sản phẩm bên nội thất giá kho và rất hài lòng về chất lượng nên quay lại ủng hộ. Ngôi nhà có diện tích rộng gồm 2 gian nhà lớn nên anh chị lựa chọn 2 em sofa có kích thước lớn đến từ thương hiệu Adora. Sofa được đặt ở giữa sảnh gian nhà là nơi gia đình tụ họp tiếp khách. Nhìn thành phẩm, anh chị chủ nhà rất hài lòng, làm gia đình nội thất giá kho rất vui và hạnh phúc vì đã nhận được sự tin tưởng, ủng hộ từ nhiều khách hàng. Em sofa NTVT 001 cũng là sản phẩm đang hot và được nhiều khách hàng lựa chọn bởi vẻ đẹp, sự sang trọng và tinh tế mà nó mang lại. Cảm ơn anh chị chủ nhà đã tin tưởng và lựa chọn nội thất giá kho. Nội thất giá kho hy vọng rằng sẽ có cơ hội đồng hành cùng nhiều gia đình, mang đến những món nội thất đẹp, chất lượng và uy tín.